qua màn đêm, nghe chung như không gian lặng đi. Bên bờ nào cho thuyền đời ghé lại, dòng sông nào đưa chiếc lá trôi êm. Nước mắt không hoen mi mà cõi lòng mặn đá. Bước ra đi mà vương vấn không rời, ôi cuộc đời là sầu đau vạn kia. Ôi tình đời là bên tắm rửa rồi ăn cơm rồi ngủ sớm đi con. Dạ, còn hai đường nữa là xong. Ngày mai con phải giao cho người ta. Sáng sớm đi làm, chiều về lại mai cho đến tối, sức đâu mà chịu nổi không biết nữa. Mà vì nghĩ thằng Thành nó đỗ tốt nghiệp thì nó đi làm được rồi, còn học chi nữa không biết. Dạ, con thấy con ráng tới ảnh có bằng đại học, việc làm sẽ tốt hơn gì à. Hạnh ơi, thân phận đàn bà, tuổi xuân thì chỉ có một thời thôi con à. Khi chồng con nó có bằng đại học đi làm việc thì thân con sức khỏe của con chứ gì đâu có ghét bỏ gì thằng Thành đâu.
Thôi, đi nghỉ đi con. Nghỉ đi rồi ăn cơm. Dì vào dì hâm đồ ăn lại cho nó nóng nha. Ủa, Hạnh, tối rồi mà em vẫn còn Mai à? Anh đi đâu mà dữ vậy? Em đi làm về là anh đã đi rồi à? Thì anh lại nhà anh Danh mượn mấy cuốn sách, rồi anh cầm chân anh ở lại chơi. Anh quen với anh Danh tại lớp học cũng lâu, vậy mà lần đầu tiên anh mới tới nhà anh chơi đó chứ. Trời ơi, em biết không, không ngờ nhà anh giàu quá cỡ như vậy. Nội cái phòng riêng của ảnh hả, mới nhìn nó đã chói mắt rồi. Phòng lắng tivi, đầu máy nệm màn, tất cả đều rực rỡ mới tinh khôi. Trái cây nước ngọt chất cả một tủ đầy. Bà ảnh còn hứa sau khi đổ bằng đại học sẽ lo cho anh du học ở nước ngoài, sung sướng làm sao những kẻ có tiền. Dồn lại thân mình thật là chẳng bằng ai à. Mỗi người sinh ra đều có số phận, so sánh làm chi để phải bực mình. Anh thì cứ cố công rèn luyện học hành, tuổi trẻ đường dài lo gì chẳng có tương lai. Thì cùng lắm cũng là một công chức, với số lương ba cọc ba đồng, chải gạo lo tiền để nuôi cả bầy con. Đó là viên anh tương lai của chúng mình. Tại sao lại nói những lời như vậy? Chúng ta đã sống bao năm tại mái nhà này, ân ái trăm năm chồng vợ thuận hòa, như thế đủ rồi, em chẳng mơ ước gì hơn. Nhưng anh là trai, đâu thể mà suốt đời nhờ vợ được. Tần tảo sớm hôm để nuôi anh ăn học. Nếu mày biết nhờ vợ là xấu hổ, tại sao buổi đầu lấy chẳng chịu nghĩ suy? Chưa tới đâu đã học đánh đua đòi à? Dì à, anh Thành, anh chỉ than thở mà thôi. Hạnh ơi, dì xét đoán không lầm, con hãy lo liệu phần số của con đi. Dì Hiền, dì Hiền nói gì kỳ vậy kìa? Thiệt là khổ à. Tại sao hôm nay anh lại có ý nghĩ gì đâu á, làm cho dì giận rồi đó. Anh Thành, có phải anh đã chán cái cảnh sống này? Có phải anh không còn thương em nữa? Hạnh, em đừng có nói như vậy. Nếu như anh không còn thương em thì anh đâu có bận tâm suy nghĩ. Anh không thể ngồi yên một chỗ để nhìn em vất vả ngược xuôi lo lắng cho chồng. Nhìn em mà anh đau xót trong lòng, bao năm trời lỗ cho anh nắng học, thân thể héo mòn là ương phải. Trong tình yêu phải có sự hy sinh, hơn nữa vợ lo cho chồng đó là bổn phận. Anh có thương em thì cứ an tâm lo học, đừng nghĩ suy vẩn vơ cho nhọc trí lao tâm. Còn tâm trí nào để lo học hành nữa? Hạnh, anh muốn tìm việc làm để phụ với em. Em hiểu không? Em hiểu. Em hiểu là anh muốn phụ với em để cho gia đình chúng ta. Tiền bạc mà quên cả bao ước vọng em
rồi sẽ tính. Giờ đây gia đình ta đang ổn định, có thiếu thốn gì đâu mà anh tìm kiếm việc làm. Anh nói là anh không học nữa. Nếu em mà ép anh hoài hả, anh đi luôn đó. Đàn ông con trai mà phải ăn nhờ vào vợ. Em không có khinh anh, nhưng còn gia đình em không thấy nhục, nhưng mà anh thì nhục lắm. Thôi thôi, làm cái gì mà la lớn dữ vậy? Anh muốn đi làm thì để em lo. Nhưng việc làm bây giờ mà chưa có bằng đại học, em sợ không có chỗ tốt đâu. Thì làm thầy không được, mình làm thợ, việc gì anh cũng làm được hết đó. Vậy thì ngày mai em sẽ nói với ông chủ em. Vậy là em để cho anh đi làm phải không? Thôi giờ ăn cơm đi ông tướng, để gì đợi đó. Thôi anh vô ăn cơm nha. Cô Hạnh, hôm nay cô sao vậy? Dạ thưa ông chủ, đâu có gì. Cô làm việc ở đây đã lâu, tánh tình của cô tôi đã hiểu. Dầu nhọc bật đến đâu cô vẫn tươi cười, nét mặt không hề có chút suy tư. Công việc đôi với cô thật quá dễ dàng, nhưng hôm nay thì cô rất khác lạ. Vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng lại thở dài. Xin lỗi ông chủ, vì cháu có việc nhà, có chút suy nghĩ trong lòng nên đã phiền ông. Có việc chi cô chưa giải quyết được, xin cứ nói ra tôi sẽ giúp giùm. Đã từ lâu tôi xem cô như ruột thịt trong nhà, xin cô chớ có tỵ hiềm phân biệt làm chi. Dạ thưa ông chủ. Tôi đã bảo đừng gọi tôi là ông chủ nữa mà. Chú không có con gái nên muốn xem cháu như cháu gái. Nay mai thằng con trai của chú về, nếu hai đứa hợp ý, biết đâu cháu sẽ là... Kìa ông chủ. Là ông chủ nữa. Có việc gì nói đi, chú giúp cho. Thưa ông chủ, cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm. Chỉ vì cháu có người anh họ muốn tìm việc làm, nhưng cháu thấy có nhiều người có bằng đại học rồi mà xin việc làm còn khó khăn. Còn anh của cháu thì chỉ có bằng tốt nghiệp thôi à. Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi. Còn trẻ sao không tiếp tục học mà đi xin việc làm? Dạ anh của cháu mới vừa giải ngũ, hoàn cảnh gia đình thì khó khăn. Thì ra là vậy. Thôi cháu yên tâm, để chú giúp cho. Công ty của mình hiện đủ người, nhưng mà chú sẽ giới thiệu ra công ty của anh hai chú ở đó đang cần. Anh họ của cháu có biết lái xe không? Dạ dường như biết. Thôi được, để chú viết giấy giới thiệu. Nè, cháu bảo anh họ cháu mang thư này đến địa chỉ ghi trên, trao cho tổng giám đốc Hiếu. Dạ cháu cảm ơn chú. Thôi, hôm nay chú phải về sớm để ra phi trường đón con trai của chú. Cháu ở lại giải quyết mọi việc giúp chú nha. Dạ. Hạnh nè, xe Honda chú mua cho cháu sao không đi mà cứ đi xe đạp hoài vậy? Thưa chú, cháu nghỉ nhà gần cho nên đi xe đạp cho nó tiện. Chưa thấy người nào mà nguyên tắc quá như cháu. Nếu cháu thấy ngại thì mỗi tháng trừ lương 5-3 ngàn gì cũng được. Nè, đừng có để chú nói mãi phiền lắm đó nha. Dạ, chú đừng có giận, ngày mai cháu sẽ đi. Thank you.
chồng bay lại về nhà một lượt vậy? Dạ, con về tới ngã tư thì con thấy ảnh đang đi về nhà. Dạ, con có mua đường, sữa, thuốc bổ cho dì nữa nè. Mới đi xin việc làm hồi sáng sớm mà chiều về có tiền mua quà cho dì, tiện đâu có nhanh vậy. Dạ. Dì à, anh Thành được nhận làm tài xế cho ông giám đốc Hiếu, anh của ông chủ con. Ông ấy cho ảnh lái thử đi các chi nhánh Bình Dương nè, Bến Cát nè. Dì biết không, lúc về đó còn thưởng cho 100.000 đồng nữa đó dì. Có chỗ làm mà còn gặp được ông chủ tốt rộng rãi, vậy là tốt quá rồi. Thôi, vợ chồng bay nói chuyện đi, dì vào làm đồ ăn nè. Anh vào tắm rửa cho nó khỏe rồi ăn cơm. Em vào tắm trước đi, anh nghỉ một chút á rồi vào sau. Dạ. Mình có ý gì mà giấu vợ với dì việc chở cô hai đi chứ? Chỉ là tài xế chở cô chủ thôi mà. Hôm nay đi qua các đại lý, thấy anh Thành ăn nói còn lưu loát hương trang nữa. Vậy mà lúc sáng khi anh mang thư vào xin việc với ba, trang nhìn vẻ mặt anh thật ngây thơ hiền lành, trông thật dễ thương. Cô hai à, không lẽ cô hai muốn tôi khi xin việc á vẻ mặt phải khó lại khó chịu, thì có ai mà dám nhận tôi sẽ bị đuổi ra tức thì. Trang đã nhận lầm người, mới thấy là còn quá kém, anh có rõ ý tình, biết tùy nghi cư xử. Tôi sẽ nói với ba tôi liền, không cho anh làm tài xế. Ê, cô hai à, như vậy là cô hai à muốn đuổi tôi. Không phải đuổi mà thế. Thêm chức cho tôi. Vâng, Trang sẽ xin với ba ngoài việc lái xe, anh còn phụ Trang việc kiểm hàng và sổ sách. Vậy thì tôi cảm ơn cô hai. Anh ghé đây, Trang mua một ít quà. Anh có mua bánh kẹo về cho con không? Dạ, thưa cô hai, tôi chưa có vợ. Vậy gia đình anh Thành còn có ai? Dạ, tôi có bà dì thôi à. Vậy khi anh lãnh công tác đi với Trang, phải đi xa vắng nhà 1-2 tuần, có được không? Dạ được chứ, dì của tôi còn khỏe lắm. Cầm lấy 100.000 mua quà cho dì, luôn tiện báo tin tuần tới anh vắng nhà hơi lâu đó. Dạ thưa cô hai. Dạ còn tiền này thưởng công anh đó, không có trừ lương đâu mà anh sợ. Dạ vậy cảm ơn cô hai. Cô hai đẹp quá, cô hai tốt quá. Anh Thành. Ủa Hạnh, có chuyện gì vậy em?
Sao anh không vào ăn cơm đi mà làm gì ngồi như là kẻ mất hồn vậy? Hạnh à. Dạ. Ngồi xuống đây đi em. Có việc gì vậy anh? Ngày mai á, ông chủ bảo anh đi công tác xa, không biết chừng nào mới về nữa. Anh muốn từ chối lắm á, nhưng mà... Trời đất, không có được đâu. Anh mới nhận việc làm, anh phải có trách nhiệm với người ta chứ. Sao mà lại từ chối? Nhưng từ hồi nào tới giờ mình đâu có xa nhau. Hạnh à, anh thiệt tình là không có muốn xa nhà đâu. Em thật không hiểu anh nổi à. Chúng ta đang sống yên lành hạnh phúc bên nhau. Vợ á thì đi làm, chồng á lo ăn học. Bỗng nhiên anh bực bội bảo em phải tìm công việc để ra ngoài làm ăn, vì anh thấy hổ nhục khi cày nhờ em, nên em phải lập tức lo liền. Giờ đây anh cũng lại buồn phiền. Ê, anh xin lỗi em, vì lần đầu tiên anh xa nhà xa vợ nên anh thấy bồn chồn trong dạ không yên. Anh hãy cố gắng xem, nếu mà không quen việc em sẽ tìm nơi khác theo ý của anh. Ngày mai đó em sẽ nhờ chủ em nói chuyện. Ý, đừng, em đừng có làm rắc rối phiền hà cho người ta. Chỗ này làm việc cũng tốt lắm, chỉ có điều phải xa nhà lâu quá. Em cũng đâu muốn anh đi xa đâu. Vì đàn ông mà xa nhà xa vợ, trước sau gì cũng có chuyện thôi à. Mà lỡ rồi, anh ráng vài tuần coi sao, rồi em tính. Anh, vô ăn cơm đi, để dì đợi đó. Dạ, tại tôi thấy cô hai ngủ ngon quá cho nên tôi mới dám. Tại đêm qua các ông ấy mời rượu mãi, trang nể mấy ổng cho nên mới uống hơi nhiều. Cô hai à, cô say quá nằm gục ở trên bàn á. Lúc đó nếu không có tôi, sự tệ không biết ra sao nữa. Thì ý của anh cho nên trang mới uống say. Chứ nếu mình trang á thì chỉ nhấp môi một vài ly cho đúng phép xã giao, bàn hết việc làm ăn rồi mạnh ai nấy về. Việc đời nhiều mưa môn sao trên. Cảm ơn anh đã nhắc nhở giùm tôi. Nhưng tôi cũng là kẻ mới quen thôi mà. Sao cô hai lại phó thác cho tôi? Nếu tôi á là đứa mất lương tâm thì còn đâu thân ngọc cành vàng. Có phải anh đã tiếc vì bỏ lỡ dịp mai? Kìa, cô hai à, sao cô nói kỳ vậy? Anh làm gì mà có vẻ hốt hoảng lên vậy? Em đùa với anh thôi. Đêm qua thấy Trang ngồi gục xuống bàn, cái anh bồng Trang lên, anh đặt Trang xuống giường phải không? Rồi anh cúi mặt kêu nho nhỏ: Trang ơi, em Trang. Rồi anh đứng lặng nhìn Trang đắm đuối. Rồi anh kéo mền đắp lên, rồi lẳng lặng ra ngoài phải không? Thì ra cô hai giả vờ sai thôi à? Không, Trang sai, nhưng không đến nỗi mê.
còn đủ bình tĩnh để nhận nhân cách của anh nữa mà. Xin lỗi cô hai, tôi... Anh ngồi xuống đi. Đã mấy lần tôi bảo anh đừng có gọi tôi là cô hai nữa mà, sao anh cứ gọi hoài vậy? Nhưng mà... Không nhưng mà gì cả. Trong thời gian công tác bên nhau, chúng ta đã vượt qua hàng rào giai cấp. Như đêm qua... Xin lỗi cô. Anh không có lỗi gì cả, mà trái lại, em vô cùng sung sướng khi nghe anh gọi hai tiếng thu trang đầy tha thiết. Đời trong trắng ân nợ này em nhớ mãi không phai. Thành ơi, từ nay anh sẽ thoát kiếp lông đông, em sẽ giúp anh đoạt thành ước dần. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau, chung lo sự nghiệp, dễ thảo là trai ba sẽ tôi nguyện yên lòng. Những lời em nói là sự thật sao Trang? Thật mà. Nghe bao lời ôi lòng mừng vô hạn, tưởng như mơ một giấc mơ thiên thần. Tình đã thấm sâu vào bao ngày tháng, mà chữ nhân duyên như cách xa muôn dặm. Nhấp nhô từ từ dâng cao như lòng tôi đang dậy sâu. Không biết đó là thật hay mơ vì nó đến với tôi thật quá không ngày. Tôi như bóng thuyền lạc lòng đang tìm một vì sao bắt đầu đang chỉ đường dẫn lối cho tôi. Nhưng xưa nay hạnh phúc và bất hạnh dẫn đi đôi, biết có em xuôi hay còn vương mắt một vài trở ngày. Ba rất chiều em thì còn ai mà chứng ngại, hay là anh có nỗi niềm riêng mà không tiện nói nên lời? Không, không có, anh không có việc gì cả. Chỉ có bà dì thôi à, nhưng mà không sao. Miễn là mỗi tháng anh đem tiền về cho dì là được rồi. Việc đó thì quá dễ. Anh Thành à, sẵn dịp em muốn đi Đà Lạt chơi ít bữa, anh nghĩ thế nào? Em đâu muốn anh đi xa. Đàn ông mà xa nhà xa vợ, sớm muộn gì cũng có chuyện. Anh Thành, anh Thành, anh Thành, anh... chuyện gì Trang? Anh nghĩ gì vậy? Có nghe em nói gì không? Trang nói gì? Anh sao vậy? Giống y như kẻ mất hồn mà. Trang, anh xin lỗi. Hạnh phúc đến với anh quá bất ngờ, làm cho anh choáng váng. Đừng suy tư nữa, anh giống như một chàng trai mới biết yêu vậy. Chứ còn gì nữa. Vậy thì mình đi Đà Lạt chơi ít bữa nghe anh. Hả? Tuân lệnh. Cô chủ muốn đi đâu thì tài xế này sẽ đưa tới đó. Đáng lên lương lắm.
mình vào điện cho ba hay nha. Anh Thành, anh mới về hả? Em nhớ anh quá à. Ờ, anh cũng nhớ em nữa. Hạnh, Hạnh à, em biết không, mỗi lần mà đi đến đâu á, thấy nhà ai có vàng bước trổ qua vàng, anh lại nhớ sân nhà mình, nhớ em da diết. Anh muốn quay về lập tức để cùng em trong mái gia đình. Bóng hình chung đôi, hương lửa say nồng, thì thầm bên chăn gối, nguyện thề sắc son trọn đời. Chờ cô mai bữa đã thương nhau rồi sao lại nghĩ gần lo xa, dẫu phải hy sinh đến mang cuộc đời lòng chẳng.
ông. Chắc không đến nỗi đâu dì. Còn sớm lắm, dì vào ngủ thêm một chút đi, con sửa soạn đi làm. Dì nấu cháo rồi, ăn chén đi rồi hãy đi. Phải lo cho sức khỏe đó. Thằng Thành á, nó không có con, nó còn có đứa khác. Còn dì nè, dì chỉ trông cậy có một mình con thôi. Dì, dì đừng khóc nữa. Lúc nào con cũng là con của dì, mãi mãi không xa dì. Hạnh, con gái của má. Xin lỗi, tôi muốn gặp ông giám đốc. Dạ, ông giám đốc mới ra ngoài, xin mời. Chào cô Hạnh, cô vẫn còn làm ở đây à? Vâng. Ông có phải là... Ủa, cô không nhận ra tôi hả? Tuấn Nghĩa nè. Xin lỗi, anh khác trước quá à, nên tôi nhận không ra. Mời anh ngồi, chú sắp về rồi đó. 3 năm rồi còn gì. Nè cô Hạnh, cô thấy tôi làm sao? Lúc này có bộ tôi có da có thịt phải không? Xấu hay đẹp, nói cho biết coi. Ở nước ngoài về tự nhiên là đẹp hơn rồi. Nước ngoài thì đẹp hơn, còn cô nè, cô vẫn ở tại đây ngồi yên một chỗ mà nhan sắc ngày thêm quyến rũ. Xin anh nghĩa chớ cợt đùa tôi. Tôi đâu dám cợt đùa nè. Tại tánh tôi thành thật tự nhiên đối với người mà tôi đã quen đó. Xin cô chớ phiền cho tôi thêm ôm hận. Dạ tôi làm sao dám giận phiền anh. Nay mai anh sẽ là chủ tôi rồi, tôi chỉ là thơ ký dưới quyền anh. Ba tôi bảo thì tôi không dám cãi lời, nhưng mà tôi phải đợi thời gian mới được. Đợi thời gian nào nữa? Sáng nay mà đến sân bay đón con thì con lại tới đây. Bố muốn làm việc ngay bây giờ phải không? Ba, con mới về mà ba. Ba cho con rảnh rang ít lâu rồi sẽ đi làm. Rảnh rang đến bao giờ nữa? Ba đợi con ăn học 5 năm ở trong nước, 3 năm ở nước ngoài. Ba đã mỏi mệt lắm rồi. Ba hai con chỉ có mình Thu Trang. Nó là gái mà một mình quán xuyến cả việc lớn nhỏ trong ngoài. Bắt hai con suốt ngày nhàn nhã thung dung, lâu lâu đến công ty xem xét một lần. Còn con là con trai một mà chưa giúp cho ba được lấy một ngày. Lễ giáo xưa nay chữ hiếu làm đầu, con không thấy là con quá bất hiếu với ba. Ba, con thấy công ty ta quá đồ sộ, mà con thì sức yếu tài hèn, sợ không đảm đương nổi với công việc này nè ba. Chứ đâu phải con không biết thương ba, hay là ba cho con làm văn phòng đi ba. Còn ngoài công ty, ba giao cho bác phó là yên ổn rồi. Bác phó không phải là người rành rẽ việc kinh doanh. Thôi việc đó để hôm khác sẽ bàn. Thôi nghỉ chút xíu đi, uống nước đi cháu Hạnh. Nãy giờ cháu nghe cha con chú nói chuyện rồi đó, chú thật nhức đầu với cái thằng con trai này. À, con có ghé thăm bác hai con chưa? Dạ, con đến rồi. Ba, ba nói đúng á, chị Thu Trang giỏi thật, lo hết mọi việc. Bác hai con khỏe lắm. Có việc này ba chưa biết. Việc gì? Chị Thu Trang tìm được một người tài xế sáng sủa đẹp trai lắm, lại rành việc quản lý kinh doanh.
Nghe nói bác hai con định chọn anh ta làm rể đó. Cô Hạnh, cô sao vậy? Ủa sao mặt mày tái xanh vậy kìa? Hả? Chắc cô Hạnh bị trúng gió. Cháu Hạnh, cháu Hạnh, thôi cháu nghỉ đi, để bác biểu ông Nghĩa đưa đi bác sĩ ha. Dạ cháu cảm ơn chú, cháu không sao đâu. Thỉnh thoảng cháu hay bị chóng mặt như vậy, chút xíu à cháu khỏi ngay à. Bà thấy không, công việc văn phòng nhiều quá, mà chỉ có mình cô Hạnh nè, làm sao mà cho xuể được chứ. Mày lại muốn xin làm ở đây chứ gì. Được rồi, để ba tính. Bây giờ con đưa ba đến thăm bác hai con đi. Hôm nay bác hai con làm tiệc mừng con đó. Này cháu Hạnh, cháu nằm nghỉ đi, khỏe rồi về ha. Dạ cháu không sao, chú và anh yên tâm. Cô Hạnh, nếu cô Hạnh thấy khỏe thì cùng đi với tôi cho vui mà. Phải đó, bác hai nó ao ước gặp cháu một lần cho biết. Cháu đi chúng tôi cho vui, tới một chút rồi về. Dạ. À, mình ngồi đây nói chuyện chơi, để con Thu Trang nó về dùng cơm luôn thể. Hôm nay nó bảo đầu bếp nấu toàn là món ăn hải sản để nó đãi thằng Nghĩa đó. Nghe chú Trung nói về cháu hoài, bác cũng muốn gặp, nên nhờ chú Trung cố mời cho được cháu đó chứ. Dạ, dạ cảm ơn ông. Thời thế này dường như là của phụ nữ vậy đó. Cô Hạnh làm việc giỏi, đến nỗi 5 năm rồi mà chức trưởng phòng vẫn không ai thay thế được. Anh Nghĩa chỉ có tài phóng đại, tôi mà giỏi cái gì, chẳng qua nhờ chú giúp đỡ thôi. Cháu có gia đình chưa? Dạ chưa. Hiện cháu đang sống với cha mẹ? Dạ cha mẹ cháu mất sớm, cháu sống với một người gì. Anh tính cái gì mà điều tra cô thư ký của tôi kỹ quá vậy? Chú thiệt, chú không hiểu là anh không có con trai hay sao, cho nên cháu thương thằng Nghĩa như con. Anh muốn phụ chú để tìm một dấu hiền, cháu Hạnh đây đâu có phải là gái tầm thường. Thùy mỹ đoan trang, nhan sắc thì quá đẹp, thật khó kiếm ở thời nay. Nên anh muốn làm mối mai cho chúng nên chồng vợ à. Nhưng đó là chuyện duyên phận anh ơi. Giả lại còn ý tình chúng nó đối với nhau. Dạ bà với bác, xin đừng làm cho cô ấy thẹn. Dù đó là một thành ý tốt, lỡ cô Hạnh hiểu lầm lại giận hờn con. Bác tôn trọng cháu nên mới có ý này, xin cháu chớ buồn làm bữa tiệc mất vui. Ông đã thương cháu cảm ơn vô cùng, cháu đâu dám buồn, xin ông chớ bận tâm. Cảm ơn cô Hạnh. Sao lại cảm ơn tôi? Ba. Dạ con chào chú, lâu quá con không gặp. Chú khỏe hả chú? Chú vẫn bình thường. Còn thím gái của con sao ở bên đó hoài vậy? Bệnh của thím con chưa hết, về đây khí hậu nóng bức quá bà chịu không có nổi. Bà định lo cho thằng Nghĩa ổn định rồi là bác sẽ qua bệnh. Thôi tụi con nói chuyện với nhau đi nha. Chào Nghĩa. Chào chị. Đây là cô Hạnh, trưởng phòng của ba em. Còn đây, đây là chị Thu Trang, con gái của bác Hiếu đó. Hân hạnh chào cô. Anh Thành ơi, xong chưa, vào đây nè. Đây là chú ba, giám đốc công ty Nghĩa Trung. Còn đây là Tuấn Nghĩa, em chú bác của em đó. Còn đây là cô Hạnh, trưởng phòng của chú ba. Dạ chào chú. Chào Tuấn Nghĩa. Chào cô. Thưa chú, anh Thành nó là quản đốc của công ty Thu Trang, và cũng là là bạn trai của chị chứ gì. Em nói cho ba biết rồi. Em lẻo mép quá à. Ba ơi, dì bếp lo xong chưa, để con vào xem.
À, còn sớm mà, ngồi đây nói chuyện cho nó mát con à. Dạ. Ngồi đi anh. Anh sao vậy? Người nhà của em chứ có ai đâu mà anh ngại. Cậu Thành đây là người do chú giới thiệu gửi gắm cho anh. Chú không nhớ sao? À, hèn chi em thấy nó quen quen. Vậy đây là anh họ của cháu Hạnh mà. Dạ, là anh họ Xa. Cháu chỉ nghe gì cháu nhờ, rồi cháu nói giùm, chứ không có thân lắm. À, vậy thì cũng là chỗ bà con cả. Ngồi đi cháu. Sau này tụi bay cũng sẽ trở thành là người nhà cả mà. Có gì đâu ngại. Thu Trang. Dạ. Con thấy cô Hạnh như thế nào? Dạ, tuy mới gặp lần đầu nhưng mà con thấy chị Hạnh đẹp và dễ thương lắm. Ờ, cháu nhận xét quả không lầm. Hạnh làm việc với bác đã gần 5 năm rồi. Bác thấy khó có cô gái nào sánh kịp rồi. Nên lúc nãy là ba có ý định muốn đứng ra để làm mai nhân để tác thành cho em con tung nghĩa mới thành danh thành có vợ đảm đương chú con được rảnh rang và yên nghỉ một đôi gần suốt cả cuộc đời chưa có một ngày thảnh thơi. Anh quá lo cho em thật cảm xúc không cùng em cũng định liễu rồi xin anh hãy yên tâm. Hôm nay gia đình sum họp anh nên tuyên bố về việc của Thu Trang. Cháu gái của em như vàng như ngọc, nếu trang được dễ hiền thật phúc phận nhà ta. Chú ba nói thật là đúng. Vị trí của Thu Trang như thế nào? Ba có tuyên bố về việc của con được chưa? Hay là con còn suy nghĩ? Dạ thưa ba, thưa chú, con không có suy nghĩ gì cả. Con đã quyết định chọn anh Thành. Tuy hoàn cảnh gia đình anh ấy không có xứng đáng với gia đình ta, nhưng ý chí tự lực tự cường của anh ấy rất là đáng quý. Ba và chú có thấy con nói đúng không? Phải. Theo như lời cháu kể, cậu Thành cha mẹ mất sớm, một mình vừa làm vừa lo ăn học thật đáng quý. Cháu đã đẹp trai nè, lại có tài, còn có cặp mắt tinh tường. Thằng Nghĩa mà được phần nửa của cháu thì bác khỏi có lo gì hết. Ba cứ chê con hoài à. Thôi bây giờ thầy xin mời tất cả vào nhà dùng bữa cơm để mừng cháu Nghĩa từ nước ngoài mới về ha. Và luôn tiện thì báo tin lễ đính hôn cho Thu Trang luôn. Con cảm ơn ba. Mời chú, mời tất cả, mình đi anh Thành. Con có thấy thái độ của cậu Thành từ nãy giờ không? Không lẽ nó không vui khi được đính hôn với Thu Trang? Ba đừng có vội đoán ba ơi. Có ai mà điên khùng từ chối chị Thu Trang chứ. Tại ổng đang diễn cái tuồng trước Mạnh Hạnh đó ba. Cái anh này nói cái gì đâu không à. Chú Trung, dạ cháu vào trước. Nghĩa. Dạ. Con nói điên khùng gì vậy? Làm cho cháu Hạnh giận rồi đó. Thôi đi vô một lát nhớ xin lỗi nó đó. Dạ. Tiệc mới nửa chừng. Ủa sao cô về sớm vậy? Vì tôi ở nhà có một mình à, không thể ở được. Cô Hạnh nè, cô giận tôi vì cô nói lúc nãy phải không? Xin lỗi nghe. Tôi không có giận,
Nhưng mà tôi mong rằng sau này anh đừng có nói chơi như vậy. Lỡ cô Thu Trang có nghe được thì không có tốt cho tôi đâu. Thôi tôi đi về. Quang, Hạnh, cô ngồi nán lại đi một chút. Tôi muốn nói chuyện với cô. Có chuyện chi? Anh cứ nói lẹ đi. Kẻo trong nhà thấy được thì kỳ lắm á. Đâu có ai ra đâu. Mà dù có đi nữa thì cô người chưa có chồng, tôi thì chưa có vợ. Ngồi bên nhau trò chuyện cũng là chuyện thường tình mà, có gì đâu mà lạ. Lúc nãy cô có nghe bác hai nói không? Dạ có. Vậy cô cho tôi biết cô có cảm tưởng gì khi nghe lời bác tôi. Gặp buổi ban đầu tôi đã riêng lòng cảm mến. Ba năm trở lại nhà ngày ngày tôi càng thêm lưu luyến. Cô Hạnh, tại vì tôi gặp cô á, tôi nè, xin cho tôi chút hy vọng niềm tin, dù phải đợi chờ đến mỗi gối chôn chân. Đợi chờ đến mỗi gối chôn chân, yêu nhau đến tiếng trường bia câu. Người thanh niên nào khi bắt đầu yêu đều nói như thế cả. Nhưng đến khi quá tàn nhụy rửa thì họ sẽ ném đi không một chút thương tình. Hạnh, cô là người chưa từng lập gia đình, sao cô lại phê phán đàn ông bằng lời lẽ xót xa cay đắng? Phải chăng có những ưu quốc gì mà cô không tiện nói ra? Tôi chưa có gia đình, nhưng thấy bạn tôi nó đang sống trong cảnh tình bất hạnh, chật vật mưu sinh không quản gì lao nhọc, đêm từng đêm nhỏ lệ đợi thân chồng. Chồng cô ấy đã say mê người khác rồi. Phải, hắn ta đã theo một cô gái giàu sang, bỏ người vợ đã từng một năm hai sương lo cho hắn. Trên đời này lại có thứ đàn ông bất nhân bất nghĩa như vậy. Nhưng mà không lẽ chuyện gì chuyện của người ta mà hắn Hạnh là chán ghét luôn cả tôi sao Hạnh? Không, đối với anh, Hạnh lúc nào cũng thật lòng cảm ơn. Ước mong chúng ta sẽ là đôi bạn, cùng sớt chia nhau những khi ốm lành vui buồn. Còn tình yêu, xin anh đừng đề cập đến, vì nó tuy đầy vị ngọt cũng lắm mặn nồng cay đắng. Tôi chỉ muốn cuộc đời phẳng lặng như mặt nước hồ, không gợn chút sóng sao. Hạnh, tôi xin lỗi anh Nghĩa, có việc chi để hôm khác nói. Hôm nay tôi thấy mệt quá, xin phép về sớm, nhờ anh chuyển lời với ông chủ và bác giùm.
Anh vào đi, Hạnh về. Để tôi đưa Hạnh về nghe. Dạ khỏi, anh vào đi để mọi người chờ đó. Ở nhà có chuyện gì mà em nhắn anh gấp quá vậy? Nếu không có chuyện là anh bỏ nhà đi luôn rồi phải không? Em nói cái gì mà kỳ vậy? Thôi, mình ngồi đây nói chuyện một chút đi em. Bộ anh không vào thăm dì sao? Dì cảm mấy ngày nay rồi đó. Rồi em có đưa dì đi bác sĩ chưa? Đưa rồi, dì đã khỏe. Nhưng dì muốn gặp anh nói chuyện đó. Hành, em ngồi đi. Anh có chuyện muốn bàn với em. Bàn với em? Phải. Anh muốn bàn chuyện chi? Có phải chuyện đổi thay, bỏ vợ con để làm rể nhà giàu? Nếu anh quyết, còn bàn tính chi? Cứ việc tính đi. Em đã hiểu cả rồi. Việc xảy ra như vậy, anh không biết liệu thế nào. Anh bối rối nên muốn nhờ em góp ý dùng cho anh. Anh đã quyết tâm thay chồng đổi vợ, tự sắp xếp cho anh, còn bảo em góp ý giúp anh. Ở đời nên thành thật là hơn, đã dám làm điều tán tận lương tâm. Vì muốn thoát đời cơ cực nên cam tâm làm người phụ bạc, xin em hãy thứ tha giúp anh làm nên sự nghiệp anh muôn vàng cảm tạ. Hạnh, đây, anh có số tiền này, em hãy trao cho dì. Còn bây giờ anh phải đi. Anh nhất định không vào thăm dì. Hay là trong xe của anh? Trong xe của anh có người đang đợi. Không, không có ai đợi anh cả. Nhưng anh biết nếu anh mà anh vào gặp dì thì anh sẽ không đi được. Hạnh, em hãy thông cảm cho anh. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, anh sẽ quay về mà. Thời gian đó là bao nhiêu? Một năm, năm năm, mười năm, hay là mãi mãi? Thành ơi, lòng anh như thế nào em đã hiểu. Và dì đã nói từ lâu, nhưng em hy vọng với tấm lòng chân thành của em sẽ cảm hóa được anh. Không ngờ rốt cuộc cũng có ngày này. Thành ơi, từ nay em sẽ làm người cô phụ đêm từng đêm nhỏ lệ đời tình chồng. Có thai hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng rồi. Trời ơi, sớm không có, muộn không có, mà lại có trong lúc sự nghiệp tôi sắp sửa đọa thành. Hạnh ơi, em quả là gì sao chổi, bám theo tôi để hại đời tôi. Rốt cuộc thì đâu cũng hoàn lại đó. Tôi chỉ là một thằng tài xế, biết bị đuổi lúc nào vì tôi dối dưới lửa trên.
Vợ chồng thương nhau, có thai là chuyện bình thường. Tại sao anh lại giận dữ như vậy? Hạnh à, tại vì em mới báo anh thử ra, anh bối rối gì mà. Hạnh, em thử nghĩ nếu như gia đình Thu Trang biết anh đã có vợ rồi có con, họ sẽ nghĩ như thế nào. Còn em, nếu như em mang cái bụng to đi làm, coi có được không? Hạnh à, hay là em hãy vì tương lai của chúng ta, em phá nó đi nghe Hạnh. Anh biểu em phá thai. Phải, trừ giải pháp đó không còn có cách nào hơn nữa em à. Hạnh, em đừng có cãi anh. Nếu em không nghe anh thì từ nay đường ai nấy đi, em đừng gặp anh nữa. Anh Thành, anh Thành. Dù anh không thương em nữa, em bằng lòng cam chịu, nhưng xin anh hãy thương giọt máu của một kiếp con người, nó cũng là con của tôi, tôi phải giữ nó. Nếu anh sợ trách nhiệm thì anh cứ mặc tôi đi. Hạnh à, anh gian em mà. Anh có người bạn thân sẽ giúp em làm việc đó, để anh chở em đi nha. Buông tôi ra. Tôi không ngờ, tôi không ngờ anh khốn nạn như vậy. Em dám chửi tôi à? Được rồi, em muốn làm sao thì làm. Tôi đi. Anh Thành, anh Thành, để tôi đi. Buông. Anh Thành, buông. Buông. Anh Thành, anh Thành. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho cháu của tôi là Lê Hồng Hạnh.
cho nó được tai qua nạn khỏi. Bác sĩ, bác sĩ ơi, thưa bác sĩ, cháu của tôi nó thế nào rồi? Vết thương trên đầu á chỉ phớt nhẹ, vài ba hôm sẽ khỏi. Nhưng bụng dưới bị da chạm nặng nên cô ấy đã bị sảy thai rồi. Trời ơi, trời ơi. Cô ấy bị ra huyết quá nhiều nên đuối sức, chúng tôi đã vô nước biển. Bây giờ cô ấy tạm ổn định rồi. Thưa bác sĩ, cháu của tôi nó có còn cái bệnh gì khác nữa không bác sĩ? Bà yên tâm, không có gì đâu. Cô ấy chỉ cần bồi dưỡng nhiều, vì cô ấy yếu sức lắm. Dạ, dạ, dạ. Còn bây giờ tôi vô tôi thăm cháu tôi được không bác sĩ? Được, chào bà. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Hạnh, trong mình con thấy thế nào rồi con? Dì, con không sao đâu. Con chỉ hơi mệt mỏi, và bụng của con. Dì à, con của con có sao không dì? Dì, con té sắp đó, con úp cái bụng con xuống rồi nó bị da chạm nặng nên. Dì, dì ơi, con của con có sao không dì? Đã xảy rồi. Trời ơi, con của tôi. Hạnh, dì ơi, anh Hạnh, anh đã giết con của con rồi. Hạnh, Hạnh ơi, con đừng có khóc nữa. Sức của con yếu lắm, con cứ vật vã như vậy thì sẽ có hại lắm đó con à. Dì ơi, giọt máu trong bụng là tất cả niềm tin và hy vọng của con. Nay nó mất đi thì con còn chi để sống ở trên đời. Quỷ hoại tâm thân
gượng vui, tự lực cánh sinh để nuôi dưỡng gì cho đến ngày rắn lông đầu bạc. Tình yêu trong con sẽ dần dần phai nhạt, còn chẳng thù hận đeo mang xuống tận gan mồ. Uống đã cố quên thì nên quên tất cả, thù hận mới đã mang thì làm sao con thành thơi. Đời người như bóng câu mà tuổi xuân qua vẫn không đợi chờ. Dì ơi, hình ảnh người đàn ông mắt long lanh dạ thu nắm tay con lớn giọng, hãy phá nó đi, mãi mãi sẽ là con ác quỷ ám ảnh đời con. Con còn thẳng chứng tỏ là con vẫn còn yêu nó, tốt hơn là con nên chấp nhận số phận. Đàn ông như con bướm quang thích tìm bóng hoa lạ, nhưng bay mãi rồi cũng quay trở lại. Dì ơi, việc đó không thể nào có được. Tình yêu đã chết rồi từ lúc hắn quay mặt bỏ đi. Dì biết không, lúc hắn lôi con đi, con dùng vậy, hắn xô con thật mạnh. Tiếng thét của con làm cho dì phải chạy ra, còn hắn lên xe mà đi thẳng. Người vô tình bất nhân bất nghĩa như vậy còn tái hợp được sao? Con nói cũng phải, nhưng bây giờ trước tiên là phải lo cho sức khỏe mau hồi phục. Chừng đó ra rồi con muốn tính gì thì tính. Dạ, dì cũng về nghỉ đi, dì đã ở đây trọn đêm nay rồi. Ở đây có bác sĩ, y tá, con không sao đâu. Dì đi về đi, đi đi dì. Vậy để dì về để lo nấu cháo cho con nha. Thôi ngủ đi nha con, con ngủ đi. Lần đầu được Hạnh nhận lời đi dạo với tôi, thật là hân hạnh quá. Vẻ mặt của Hạnh hôm nay rạng rỡ làm sao á, chắc trong lòng đang vui lắm phải không? Dạ, bệnh của dì qua khỏi được hiểm nghèo, lòng Hạnh cũng thấy vui lắm. Hai tuần lễ Hạnh nghỉ việc, tôi bồn chồn lo lắng, không biết là chuyện gì nữa. Muốn hỏi thăm thì lại không biết nhà. Hạnh có biết mỗi ngày đến văn phòng không có Hạnh, tôi khổ sở lắm biết không? Cảm ơn anh Nghĩa, anh đã quan tâm tới em. Hạnh, Hạnh ơi, không phải chỉ quan tâm mà linh hồn tôi, trái tim tôi. Về cho em tất cả, từ khi buổi đầu gặp gỡ, cho đến bây giờ chưa một phút lãng quên. Hạnh không xứng đáng với anh đâu. Hạnh, Hạnh đừng nói vậy. Tình yêu đâu có phân chia giai cấp sang hèn,
cho em con muôn vàng lỗi lầm. Đã là quá khứ thì đừng nhắc chi chuyện đó làm gì. Anh Nghĩa. Hạnh, Hạnh, Hạnh nhận lời cầu hôn với anh đi. Anh Nghĩa. Hạnh, Hạnh. Em lại từ chối hả? Anh nói thật nè, nếu mà em cương quyết không nhận lời cầu hôn của anh á thì anh lập tức anh trở qua bên ấy ngay ạ. Anh Nghĩa, không phải là em không nhận, nhưng em muốn để khi đám cưới của chị Thu Trang xong rồi mình sẽ tính, có được không anh? Em đã nhận lời. Em đã nhận lời rồi. Anh cảm ơn. Cảm ơn em. Bây giờ anh phải về gặp ba nè, để xin ba làm đám cưới trước chị Thu Trang anh mới chịu. Anh so bì với chị hả? Như vậy là không tốt đâu. Anh không có so bì với Thu Trang, nhưng mà anh ghét, ghét cái thằng đàn ông bên cạnh chị á. Ủa, người ta có đụng chạm gì anh đâu mà anh ghét cái anh này. Lúc thấy hắn á sững sờ nhìn em là anh đã ghét rồi. Cứ thứ đàn ông bất tài, chỉ có cái má đẹp trai để quyến rũ người ta. Chị Thu Trang mê muội mới chọn lầm, hắn tưởng mình đã thành rễ quý, mặt lầm lầm lì lì chẳng chịu nhìn ai hết trơn. Biết đâu họ có việc riêng tư, xấu hổ trong lòng nên chẳng dám nhìn ai. Tốt hơn là anh đừng để ý việc của người ta, mà nên lo đến việc của mình. Vậy em có bằng lòng cho anh cưới gấp hay không hả? Anh thiệt là không trình qua ba mẹ lại hỏi em, làm sao mà em có quyền mà cho hay là không được. Coi cái mặt kìa. Em đừng có lo, ba mà nghe anh cưới em gấp á là ba chịu liền. Vì ba đương nóng ruột trông cho việc anh ổn định, để ba qua bển với má. Bây giờ nè, bây giờ mình về gặp ba nghe em nghe. Anh Nghĩa à, nếu chú bằng lòng á thì em nghĩ chỉ đính hôn thôi, chứ cưới gấp thì em nghĩ không tiện đâu. Được, đính hôn á thì đính hôn, mình về gặp ba rồi sẽ biết. Đi em. Từ xe đạp đến hôm nay, rồi bây giờ là xe hơi. Có phải là mình đang đi theo con đường của anh Thành hay không? Cuộc đời đã dần dần thay đổi, nhưng trái tim mình có vì người đàn ông này mà thay đổi hay không? Hạnh, em đang suy nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ về số phận con người. Từ xe đạp đến Honda rồi xe hơi. Không biết có lúc nào từ xe hơi trở xuống xe đạp không? Không. Không bao giờ. Nay mai Hạnh của anh từ xe hơi lên máy bay luôn. Anh này giỡn hay thiệt á. Anh nói thật mà. Đám cưới xong là mình phải qua bên ấy thăm má nè. Đi nước ngoài thì em phải đi máy bay, chứ không lẽ đi xe đạp, đúng không? Thôi, lo lái xe đi, nói chuyện tiếu lâm hoài. Em sao mà khó hiểu quá à. Đã đến giờ, xin mời nhị vị giám đốc lên tuyên bố. Dạ, kính thưa quan khách và tất cả bè bạn thân hữu, anh em tôi rất cảm ơn quý vị đều có mặt đầy đủ để dự lễ đính hôn của hai gia đình chúng tôi. Con trai tôi Nguyễn Tuấn Nghĩa đính hôn với Lê Thị Hồng Hạnh. Con gái tôi Nguyễn Thị Thu Trang đính hôn với Trần Hữu Thành. Anh em tôi đều có cơ sở riêng tư,
nhưng tình thân thiết vẫn là một nhà, nên đồng ý tổ chức lễ đính hôn cùng một lúc. Sau này lễ cưới cũng làm như thế. Như vậy thì tốt quá. Xin cảm ơn quý vị. Tôi và ông em của tôi xuất thân là hai cô nhi, một mình vật lộn với cuộc sống để được sự nghiệp như ngày nay, nên quan niệm chọn dâu kén rể chúng tôi không hề quan trọng về giai cấp. Anh hai à, buổi tiệc mở màn, bây giờ xin mời quý vị quan khách hãy cùng nâng ly để mừng cho đám trẻ rể hiền dâu ngoan mỗi người một vẻ. Duyên tóc tơ son sắc bền lâu, thật có phước cho hai nhà. Con trở nên dâu thảo vợ hiền, ơn bác và ba tác thành mãi mãi không quên. Tướng Nghĩa à, vợ em là người xinh đẹp, lại có nghĩa tình em thật có phước biết bao. Còn chị đâu có thua gì, có chồng trẻ nè, lại đẹp trai, đúng không? Các con khen quá khen lại đủ rồi, hãy lo mời quan khách cạn ly. Thật là lạ. Khi có đông người thì em tỏ vẻ em yêu anh, Còn lúc không có ai thì em lại lạnh lùng, lạnh lùng với anh vậy. Em nói đi, tại sao em làm như vậy? Tại sao em làm như vậy? Em xin lỗi, em xin lỗi anh. Sau thời gian nghỉ việc, sổ sách ứ động nhiều quá, em mệt mỏi chứ không có gì đâu. Hạnh, anh đừng dối anh nữa. Từ lúc nghỉ phép rồi trở lại làm việc, em đã hoàn toàn đổi khác. Anh bắt đầu tô điểm nhan sắc, vẻ tươi cười hiện lên từ ánh mắt làn môi, đã làm cho anh hoang mang với bao nỗi mừng lo bấn loạn trong. Tại sao em có sự biến đổi lạ lùng? Lúc trước thì em bảo thích đời cô độc, rồi bỗng nhiên em vui vẻ nhận cầu hôn với anh. Có phải trong lòng em đang có sự tin tưởng, muốn nhờ anh làm bia để báo thù rửa thân? Hạnh ơi, anh sẵn sàng để em lợi dụng, nhưng phải cho anh biết vì sao mà em muốn mau quán rửa thù. Tuấn Nghĩa, anh suy nghĩ viển vông gì vậy? Làm gì có chuyện báo quán trả thù? Hay ai đã nói gì với anh? Không có ai nói gì cả. Từ anh hiểu thôi Hạnh à. Anh Giang, em hãy nói đi, nói cho anh biết ai đã gây khổ em chứ. Lúc trước anh thường nói quá khứ không có gì đáng kể, sao bây giờ anh cứ tìm hiểu về em? Thôi thì trước sau thì em cũng nói, giờ nãy em nói anh hãy lắng nghe. Em đã có chồng, bị chồng ruồng bỏ đi theo người cổ. Người bôi ba nên em mới chọn anh làm chỗ tựa nương để yêu.
rửa hận báo thù. Sự thật là như vậy đó. Anh nghe xong rồi cuộc hôn nhân mình nên lập tức hủy bỏ, vì em không xứng đáng làm dâu làm vợ một gia đình đầy đạo đức lễ nghi. Hạnh, tại sao, tại sao em lại nói những lời tàn nhẫn với anh vậy? Anh đã tự nguyện, anh tự nguyện để cho em lợi dụng. Dù không được yêu, anh mãi mãi là người chồng tốt, bảo vệ cho em, lo lắng dưỡng dục cho con em mà. Tuấn Nghĩa, anh tốt với em quá, nhưng tiếc thay, con em đã chết rồi. Con em đã chết? Phải. Nếu không vì cái chết oan ức của nó thì em đã cam đành với số phận không hề quan tâm. Kiếp xưa có tội nên kiếp này phải trả cho xong, nhưng hắn bất nhân không còn chút tin người, bao bỏ thai nhi không một chút thương tình, giọt máu quan kiên chưa tưởng hình nguyên vẹn đã phải chết vì cuộc dòng của hắn ta. Em biết làm hắn không ngẩng đầu lên được để hiểu thế nào lòng dạ của nữ nhân. Nhưng hắn là ai em hãy nói ra, anh xin em đừng nên cố giấu. Có phải là người ở tại công ty hay trong đám chí thân bè bạn? Em hãy cho anh gặp mặt. Xin ông chớ giận, biết làm chi rồi, dù sao cũng giấu mọi người chung quanh. Biết nói làm sao cho họ biết việc này, chuyện của riêng mình. Em, chút nữa là anh quên, hôn nhân của chúng mình mới là trọng đại, bơi làm chi đóng cho tàn. Thôi, bây giờ anh đi gặp ba, em làm việc đi nhé. Tội nghiệp anh quá, Tuấn Nghĩa. Phải thử một lần nữa mới chắc ăn. Anh đưa em đến đó đi. Mới thử ngày hôm qua rồi nay thử nữa. Hết thử áo cưới rồi đến thử dài, rồi đi lo chăn màn nệm gối. Em không mệt chứ anh mệt lắm rồi đó. Anh lạ chưa? Đám cưới là việc vui chung của hai đứa, chứ đâu phải mình em. Sao tự nhiên anh có vẻ bực bội vậy? Anh xin lỗi em. Tại mấy hôm nay công ty công việc nhiều quá, cho nên anh hơi mệt. Hôm nay anh có một chút việc phải làm. Thôi để ngày mai anh chở em đi ha. Lễ cưới còn tới một tháng lận mà. Anh Thành à, em biết công việc của công ty quá nhiều, nhưng sau lễ đính hôn ba đã giao cho bác Phó thay anh, để anh và em rảnh rang lo chuẩn bị ngày hôn lễ. Sao anh lại còn cán đáng chạy lo làm gì? Thì anh biết rồi, nhưng mà anh chẳng yên tâm giao phó cho người ta. Lỡ có làm sao á thì ba sẽ khiển trách anh đó. Chứ không phải là anh đã thay đổi khi thấy rằng đã nắm được em trong tay. Đã mấy ngày anh chẳng được vui, vẻ thẫn thờ như mang đầy tâm sự. Em suy diễn thật là hay à. Anh chẳng có gì giấu che tâm sự, ngoài việc tưởng tượng mình đang hạnh phúc và cầu ơn trên cho nó được vững bền.
đã chắc chắn rõ ràng, còn chỉ lo chẳng dính bền. Thời gian một tháng sẽ tới liền nay mai. Anh yên tâm đi, đừng lo những việc khảo quyền. Khi chọn anh là em đã quyết định rồi. Buồn vui thì cũng một đời, chỉ sợ anh thay đổi mà thôi. Trang, Trang ơi, làm sao anh có thể đổi thay với một người con gái đã yêu anh với tất cả chân tình. Trọn đời anh chẳng hề quên, từ khi ngày mới quen nhau giờ đây nên nghĩa vợ chồng. Anh thấy như có phép nhiệm màu, lòng mơ ngày hôn lễ đến cận kề, để không lo sợ hào quyền. Thời gian chậm chậm kéo dài, cứ mỗi một ngày thêm lo sợ chẳng yên. Anh lo sợ sẽ có người phá rối cuộc hôn nhân à? Có phải là trước em anh đã có người con gái khác phải không? Anh Thành, anh Thành ơi, em gian anh đừng nên vô diễn nữa. Vì tình yêu phải đặt trên nền tảng của sự chân thành. Đừng để cho lầu mộng em phải sụp đổ tan tành. Tình em đã một lần trao gửi thì cả cuộc đời như mãi không quên. Dù anh phạm tội gì em cũng thứ tha, trừ một việc anh bỏ con bỏ vợ. Thu Trang à, em nói chi những lời quái gở vậy, làm cho anh đây thêm kinh sợ hài hùng. Thôi hãy cho qua, em đừng có nói gì thêm nữa. Thôi được rồi, ngày mai sẽ lo chuẩn bị ngày hôn lễ. Một hôn lễ thật tưng bừng tráng lễ, khắp cả phố phường có một không hai. Thôi, em đừng nói gỡ nữa. Bây giờ em ở nhà đi, anh đi một chút rồi anh về. Chào Hạnh. Có việc gì vậy? Cô không đi với anh Nghĩa lo việc hôn lễ, sao còn ngồi làm việc? Việc đó anh Nghĩa lo hết rồi. Xin lỗi, từ rày anh nên đổi cách xưng hô lại cho nó dễ nói chuyện hơn. Cô đừng vội lên mặt, chưa cưới thì cô vẫn còn là vợ của tôi. Anh đừng nói nữa, anh hãy đi ngay đừng để tôi la lên. Anh rể em dâu đã phân định rõ ràng, đó là việc về sao. Bây giờ tôi muốn hỏi cô, có phải là cô quyết tâm chấp nhận lấy Tuấn Nghĩa làm chồng? Đó là con đường của anh đã sắp sẵn cho tôi. Tôi đã làm sai nên gây trọng tội, cô đừng bắt chước tôi cho thêm mà rối ren. Bây giờ tôi muốn hỏi cô về việc cái thai. Đã muộn rồi đừng nói nữa mà nghe chán tai. Dì vàng nằm yên đừng nên bới lại. Ông không muốn có con để ông lo sự nghiệp, giờ ông đã tội nguyện. Ông đi đi, đừng nhìn mặt tôi nữa. Đi đi. Tôi đoán không sai, hai người là vợ chồng, đã có con với nhau mà. Thu Trang, em hãy nghe anh giải thích nè. Em à, anh nín đi. Cô Hạnh,
gia đình tôi đều yêu quý cô. Mà cô nỡ nhẫn tâm để chị em tôi vào cảnh lỡ cười lỡ khóc thì sao? Thu Trang, xin lỗi cô. Thật ra tôi không ngờ lại đến nông nổi như thế này. Đó là việc trước kia. Còn sau này, khi ba tôi đã định gả tôi cho anh Thành, cũng có cô. Tại sao cô không ngăn cản, lại còn lợi dụng Tuấn Nghĩa để chọc tức anh Thành? Cô thật là ác độc. Hạnh, em ngồi xuống đây đi. Thu Trang, chị đừng có nóng giận. Hạnh không độc ác như chị tưởng đâu. Em thật là ngốc, bị người ta lợi dụng mà không hay, còn bính giật nữa. Tôi không ngốc đâu, tôi tự nguyện để cho Hạnh lợi dụng mà. Thành, tôi gặp cậu lần đầu tôi đã biết cậu là người không tốt rồi. Nhưng vì tôi không nỡ để cho chị tôi thất vọng. Chị Thu Trang, người này đúng là trần thế mỹ hiện đại, bỏ vợ bỏ con để đeo đuổi mộng sang giàu. Gia đình Hạnh đã vì hắn để tuôn bao nhiêu nước mắt. Tôi có lỗi với Thu Trang là đã dối em không con không vợ. Nhưng đâu đến nỗi gánh vào tội giết vợ hại con. Tôi đến gặp cổ là để hỏi thăm, không người thân thích. Tôi phải tự làm tự sống để vươn lên. Còn việc thay đổi thì tất cả đàn ông, chứ đâu phải một mình tôi. À, mà chính cô ta cũng không tròn bổn phận với tôi. Tôi chẳng bên ai, nhưng nghe anh Thành nói quá tự sự thì cả hai người đâu ai có thua ai. Anh Thành lấy vợ sang giàu thì cô cũng kiếm chồng giàu sang. Anh ta bỏ cô thì cô cũng đâu tròn phần mẹ. Tại sao em lại tu cáo anh Thành? Có phải tình yêu đã làm cho em mờ mắt phải không? Hạnh, em nói ra đi cho chị Thu Trang hiểu rằng tự sự. Em đừng nín câm để rồi ôm khổ vào thân. Tuấn Nghĩa, em đừng có mê muội nữa. Người lanh lợi như cô Hạnh thì làm gì có chuyện ôm oan khổ chứ. Lúc nãy chị nghe anh Thành hỏi vụ cái thai, cô trả lời chuyện dĩ vãng đừng nên nhắc tới. Có lẽ cô đã phá đi để lừa em. Mình là gái còn son đó. Chứ còn gì nữa? Hạnh, có phải cô đã phá thai rồi không? Anh thật khổ nạn mà. Kìa, sao cô lại tát anh Thành? Tuấn Nghĩa, em để cô lộng hành như vậy đó hả? Tôi điện thoại cho chú ba đến đây. Chị Thu Trang, chị Tuấn Nghĩa, anh cứ để chị gọi chú Trung đến đây. Đã đến lúc không thể nào giấu được. Cô Thu Trang, tôi không phải là người ác độc như cô tưởng. Chưa đến nửa đời, tôi đã chịu nhiều gian khổ. Thức khuya dậy sớm tần tạo nắng sương để lo lắng cho chồng chuyên tâm ăn học,
xây đắp mong đời hy vọng tương lai. Vào đại học một năm anh lại đổi thay, quyết định đi làm chứ không ăn bám giờ. Lo cho anh ngờ đâu gây đại họa, chính tôi đã đào hố chôn luôn cả mấy cuộc đời. Cô nói như vậy là sao? Vì nhan sắc của một cô gái giàu sang. Anh ấy quá mê em, sai không còn nhớ đường xưa. Lối cũ quên mái lá tranh, nghèo quên kẻ giường núi. Mình không một lần đơn giản, thăm lại còn nhận tâm bào phá bỏ thay. Nghe quỳ bên anh tôi lại lục cần cầu, anh vẫn biết lòng lôi kéo tôi đi. Hôn sắp đến rồi, lo gì không được đền ơn đáp nghĩa. Anh Thành, tôi không ngờ chị tôi lại có một người tình mặt giả mày dày với anh. Anh đại ái em hạnh đến nông nỗi này mà anh không hối hận hay sao? Hả? Hối hận? Anh bảo tôi phải làm thế nào đấy? Quỳ xuống chân Thành để xin nàng cho tay họ, hay lại gian thu trang xin tha tôi dối gian lừa đảo. Mấy lâu nay đã biết không hàng gắn đường thì ăn năn hối hận có nghĩa gì? Là nam nhi dám làm dám chịu, xin cho tôi được giữ một chút lòng tử trọng để sống như đời. Rồi mà trời tôi cũng nhớ mãi những người tôi đã từng quen. Xin giả biệt. Khoan, anh khoan đi đã. Hạnh, chị xin lỗi em. Em đã vì chị mà chịu bao nhiêu gian khổ. Tôi nghĩ hãy tha thứ cho sự nông nổi của chị. Và xin ấy người hãy tha thứ cho anh Thành. Xin hãy vì tôi mà tha thứ.
Thành ơi đừng thương tiếc chuyện qua rồi, em sẽ sang xứ người. Tuấn Nghĩa, cha già trong cây hai em. Anh Thành ơi tuổi hãy còn xanh, anh còn có gì tiên tân rỡ mặt với đời. Tuấn Nghĩa, chị đã nói hết nỗi lòng của chị. Bây giờ chị về gặp ba. Chị Thu Trang, chị đã xin mọi người tha thứ cho anh Thành, sao chị lại bỏ đi? Chuyện của chị không thể một sớm một chiều mà quên được. Tuấn Nghĩa, chị phải ra đi một thời gian. Thôi, chào hai em, chúc hai em hạnh phúc. Anh Thành, anh hãy cố gắng nhớ lời em nói. Ba hãy tha tội bất hiếu cho con nghe ba. Thu Trang, con không có lỗi gì cả. Ba hiểu con mà. Chỉ mong ở xứ lạ trần xa, con vì ba, vì sự nghiệp mà quên tất cả những điều phiền muộn. Vâng, con hứa với ba. Chị Thu Trang, chị quyết định ra đi thật sao? Hả chị? Hai em hãy hiểu cho chị. Chị không thể nào ở lại. Nè Tuấn Nghĩa à, những ngày không có chị, em hãy lo lắng cho ba chị nha. Chị yên tâm, em và anh Tuấn Nghĩa sẽ không phụ lòng chị. Chị Thu Trang, chị ra đi bảo trọng nha chị. Cảm ơn hai em. Sắp đến giờ chị phải đi rồi. Ba, con đi nghe ba. Tạm biệt. Thu Trang, Thu Trang, anh Thành, em định đi thật sao? Em hãy cho anh một cơ hội để được nói một lần cuối cùng được không? Anh Thành, em đã nói rồi, chúng ta không thể nào kết hợp với nhau được. Nhà cửa, xe cộ của em đã sang tên cho anh tất cả, cũng tạm yên ổn cho anh. Hãy quên em đi. Hãy quên em đi. Trang ơi, nhà cửa xe cộ để làm gì, khi anh chẳng còn ai là kẻ thâm. Biệt cha già, già biệt mồ.
vừa đi xuyên qua màn đêm, nghe chừng như không gian lặng đi, bên bờ nào cho thuyền đời ghé lại, dòng sông nào đưa chiếc lá trôi êm. Nước mắt không hoen mi mà cõi lòng mặn đá, bước ra đi mà vương vấn không rời, ôi cuộc đời là sầu đau vạn kiếp.